Chào các bạn, đây là bộ Unospin. Đó, đây là hộp rất là đẹp, rất là chắc chắn. Đó, kích thước của hộp này thì 27x27 nhân khoảng 5 phân. Đấy, hộp rất là đẹp. Khi bạn mua hàng sẽ nhận được cái hộp như này. Unospin chơi rất là hay. Mình sẽ mở hộp các bạn nhé. Đó, bên trong hộp như này. Nó có một hai sấp bài bọc bài Uno này. Hai sấp bài Uno này. Một cái bàn quay. Đó. Có mũi tên này. Đó. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đó, cảm ơn các bạn.